Kinh hoàng, 7 loại quả phun thuốc trừ sâu, đầu độc cả Việt Nam, cứ ăn vào thì cũng sớm ngày ung thư. Rất vui khi được gặp lại bà con cô bác trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Cô bác thân mến, trái cây là một nguồn thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng, ngon, bổ dưỡng và mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Tuy nhiên thì hiện nay, vì lợi nhuận trước mắt mà hoa quả trên thị trường thường được phun rất nhiều thuốc trừ sâu và chất bảo quản. Nhiều cô bác không biết phân biệt mà mua nhầm những loại hoa quả này về. Khi ăn vào sẽ vô tình rước thêm chất độc vào người, thậm chí là còn gây ra bệnh ung thư và rút ngắn tuổi thọ. Mới đây, các chuyên gia đã đưa ra cảnh báo có 6 loại quả bị phun hóa chất, thuốc trừ sâu vẫn đang đầu độc cả Việt Nam. Ăn vào thì rất có hại. Vậy cụ thể đó là những loại quả gì, tác hại của chúng cho sức khỏe ra sao? Cô bác hãy cùng An Tâm Sống Khỏe đi tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Trái cây đầu tiên mà chúng tôi khuyên cô bác không nên ăn nhiều nếu không chắc chắn về nguồn gốc đó là đào tươi của bác nhé. Để giữ màu đỏ đẹp của vỏ đào và tăng thời gian bảo quản, đào thường được ngâm với dung dịch axit citric công nghiệp. Chất này đi vào cơ thể có thể gây hại đến hệ thần kinh, gây dị ứng và thậm chí là ung thư đó của bác ạ. Đặc biệt mới đây, một người phụ nữ tên T, 64 tuổi, nhập viện trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng sốc, tụt huyết áp và suy thận. Theo đó, bệnh nhân mua được đào từ gánh hàng rong. Sau khi ăn được 30 phút, bệnh nhân bị đau bụng, nôn, tiêu chảy liên tục và dẫn đến mất nước trầm trọng. Người nhà đưa đến bệnh viện gần nhà, nhưng do bệnh cảnh quá nặng, bệnh nhân có biểu hiện sốc, tụt huyết áp và suy thận nên các bác sĩ đã chuyển tuyến đến Bệnh viện Bạch Mai. Hiện tại, sau vài ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã cải thiện tốt. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc cho biết, căn nguyên việc ngộ độc trong trường hợp trên có thể do một trong hai nguyên nhân sau. Thứ nhất, nghi ngờ do hóa chất bảo quản. Thứ hai, có thể do độc tố vi khuẩn trong trái đào. Do đó, cô bác nên cẩn trọng khi mua ngoài chợ loại đào to, trông giống như đào tiên. Dù sắc tố đẹp mắt, nhưng chúng hoàn toàn có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro bị tẩm hóa chất. Bởi đào rất dễ dập nát và mất nước trong quá trình luân chuyển. Cho nên vì thế, người bán thường ngâm loại hoa quả này với axit citric công nghiệp để giữ được sắc tố mê của quả đào và giúp cho chúng giữ được sự cứng giòn không bị dập nát. Khi ăn phải đào có chứa loại hóa chất này, cô bác có rủi ro tiềm ẩn dị ứng, tổn hại thần kinh, ăn nhiều, ăn liên tục, hóa chất sẽ tích tụ hoàn toàn, có thể gây ung thư. Trái cây thứ hai chứa hóa chất nhiều không kém đào tươi, đó là nho. Nho là loại quả phổ biến, được nhiều người yêu thích, đặc biệt là trẻ em. Nho có giá trị dinh dưỡng rất cao, chứa nhiều khoáng chất canxi, kali, phốt pho, sắt, protein và nhiều loại vitamin nhóm B và các loại axit amin cần thiết cho cơ thể con người. Do có giá trị dinh dưỡng tốt như vậy, quả nho có thể chế biến thành nước ép nho, nho khô, rượu vang, nho tươi, làm salad để sử dụng. Một nghiên cứu cho thấy, resveratrol, một trong những hợp chất được tìm thấy trong quả nho, có chức năng làm giảm viêm, hoạt động như một chất chống oxy hóa, ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các tế bào ung thư trong cơ thể. Ăn khoảng 450g nho mỗi ngày trong 2 tuần làm giảm các dấu hiệu nguy cơ ung thư đại tràng. Với người bệnh tiểu đường, huyết áp, quả nho cũng mang lại tác động tích cực. Tuy nhiên, nho cũng là loại quả chứa dư lượng thuốc trừ sâu cao. Do đặc tính của cây nho rất dễ nhiễm sâu bệnh. Khi kiểm tra 46 loại trái cây và rau củ trên thị trường cho kết quả dương tính với nhiều loại thuốc trừ sâu, bao gồm thuốc trừ sâu và thuốc diệt nấm. Trong đó, nho là một trong những loại quả đứng đầu với dư lượng của hai hoặc nhiều loại thuốc trừ sâu. Các chuyên gia cho biết, việc tiếp xúc với nhiều loại thuốc trừ sâu, ngay cả ở mức độ thấp, vẫn có nhiều tác động đến sức khỏe con người. Các nghiên cứu cho biết, thuốc trừ sâu có thể tác động đến hệ thần kinh, gây kích ứng mắt và da, can thiệp vào hệ thống nội tiết tố của cơ thể hoặc gây ung thư. Đặc biệt, trẻ sơ sinh và trẻ em đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi thuốc trừ sâu do tác hại của hóa chất có thể gây ra cho não đang phát triển. Một số lượng lớn thuốc trừ sâu cũng ảnh hưởng đến hệ thống nội tiết từ bào thai, có thể cản trở sự phát triển, sinh sản và trao đổi chất. Do đó, khi mua nho, cô bác nên chọn những trái nho căng mọng, không nhăn nheo, màu đỏ tím hoặc xanh, vỏ có lớp phấn màu trắng, có thể lau đi, nho mới hoặc vừa được hái. Nếu vỏ nho mất lớp phấn, cuống có màu nâu, tức là nho không tươi. Nên mua nho theo mùa, mua tại địa phương để giảm nguy cơ phun thuốc. Với dòng nho nhập khẩu, nên mua loại có tem, nhãn, xuất xứ đầy đủ, tránh hoa quả không rõ nguồn gốc chất lượng.
Thứ ba, dâu tây chứa nhiều hóa chất hơn chúng ta tưởng tượng. Dâu tây có hương vị thanh ngọt, chứa nhiều vitamin, khoáng chất, có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, loại quả này rất dễ bị sờ bọ tấn công ngay từ quá trình trồng dâu hay bị phun thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng. Chính vì thế, dâu tây là một trong những loại quả được tắm nhiều thuốc trừ sâu, thuốc kích thích nhất trên thế giới. Một mẫu dâu tây xét nghiệm chứa tới 13 thành phần thuốc trừ sâu khác nhau. Ngoài ra, dâu tây rất dễ bị héo, dập nát nên cũng dễ bị phun thuốc để kéo dài thời gian bảo quản. Trên thực tế, trong năm 2020, Công an Lâm Đồng đã bắt giữ một lô dâu tây Trung Quốc. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy có chứa apametin vượt gấp 3 lần giới hạn. Ở Việt Nam, apametin là một chất không được sử dụng cho các loại rau củ vì nó có độc tính. Chất này tùy vào người sử dụng ăn nhiều hay là ít, có thể gây ra ngộ độc cấp tính hoặc mãn tính. Nếu cơ thể tích lũy nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và hệ thần kinh. Do đó khi mua dâu tây, cô bác chú ý chọn quả dâu tây còn tươi, quả mọng, quả to nhưng mà không quá to, có cuống và lá còn xanh tươi, quả dâu không bị dập úng thâm đen. Nên chọn những quả đỏ tươi, còn những quả đỏ sậm thường đã bị người bán trộn lẫn với những quả hư không ngon, cần lựa thật kỹ. Không nên chọn những quả có màu xanh hay có nhiều đốm trắng vì để lâu dâu sẽ không tự chín. Mua quả cuống dài hơn một chút thì sẽ bảo quản được tươi lâu hơn. Khi mua dâu về, cô bác để nguyên cả phần đầu lá và ngâm trong nước khoảng 15 phút để loại thuốc trừ sâu hòa tan với nước. Sau đó mới bỏ phần cuống lá và ngâm dâu tây vào nước muối trong 5 phút nữa. Cuối cùng rửa với nước sạch sử dụng. Trái cây thứ tư ngậm hóa chất nhiều không kém bất kỳ loại quả nào, đó là táo. Nhờ hàm lượng cao chất chống oxy hóa cùng với nhiều vitamin cần thiết cho sức khỏe, táo là một trong những loại quả được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích là nên ăn hàng ngày. Theo nhiều nghiên cứu, thường xuyên ăn một quả táo mỗi ngày có thể giảm tới 35% nguy cơ mắc các bệnh ung thư, đồng thời giúp kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại táo bị phù sáp hoặc một số loại thuốc bảo quản được bày bán. Trên thực tế, vỏ ngoài của táo cũng có một lớp sáp bảo vệ tự nhiên. Nhưng để giữ táo tươi lâu hơn, một số người đã phủ thêm một lớp sáp bảo vệ. Một số loại sáp an toàn cho sức khỏe được làm từ nguyên liệu tự nhiên như sáp ong, axit béo, nhưng giá thành lại rất đắt. Chính vì vậy, nhiều tiểu thương đã sử dụng các loại sáp phủ độc hại như thuốc diệt nấm, chất bảo quản, thuốc nhuộm nhân tạo để trái cây trông bắt mắt và có thể giữ được lâu. Khi cơ thể ăn những loại táo có phủ sáp hoặc ngâm hóa chất sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, như suy giảm trí nhớ, làm giảm hệ miễn dịch, gây ra những vấn đề về hô hấp, ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng. Do đó, ngoài việc lựa chọn táo ngon và an toàn ra, cô bác cũng đừng quên gọt vỏ táo trước khi ăn nhé. Trái cây thứ 5 thường chứa hóa chất mà cô bác nên cẩn trọng đó là lê của bác nhé. Lê là loại quả chứa nhiều độc tố do hay được phun thuốc trừ sâu liên tục. Lê được tiêm chất kích thích, ép chín sớm hay chất tăng trọng để quả to và đẹp. Sau đó người ta dùng bột tẩy, chất tạo màu vàng chanh để nhuộm màu, khiến quả lê nào cũng đẹp mã, nhẵn nhụi thích mắt hơn. Loại quả này hiện là một trong những trái cây độc hại nhất trên thị trường Việt Nam, đe dọa đến sức khỏe của người tiêu dùng. Cũng như các loại hàng hoa quả khác có xuất xứ đến từ Trung Quốc, lê chứa nhiều hóa chất độc hại, nhất là bảo quản thực phẩm, giúp quả luôn tươi ngon trong vòng vài tháng. Đặc biệt, một số mẫu lê nhập khẩu từ Trung Quốc, người ta tìm thấy hóa chất endosulfan. Đây là hóa chất độc hại đứng thứ 22 trong danh sách các loại cần loại trừ trên toàn thế giới của Liên Hợp Quốc. Đây cũng là loại thuốc trừ sâu có độc tính cao. Khi tích tụ trong cơ thể, có thể phá vỡ hệ nội tiết hoặc ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản của con người, gây vô sinh. Do đó, để tránh mua phải lê Trung Quốc kém chất lượng, cô bác nên lựa chọn những địa chỉ uy tín, cửa hàng có thương hiệu và tại các siêu thị lớn. Hạn chế mua ở hàng bán rong bên ngoài không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Nên mua đúng mùa bởi lê trái mùa thường độc hại. Lê chín ngon hơn sau vài ngày hái xuống. Khi mua về không cần rửa, để lê dựng đứng trong phòng với nhiệt độ thường, quả sẽ tự chín trong vòng từ 2 đến 5 ngày. Trước khi ăn lê, cô bác nên ngâm vào nước muối loãng tầm 30 phút, sau đó rửa sạch lại bằng nước và gọt vỏ rồi mới ăn nhé. Tương tự như lê, táo hay dâu tây, thì xoài cũng là trái cây chứa hóa chất nhiều không kém, đặc biệt là các loại thuốc kích chín. Nhiều người thường sử dụng vôi để đắp lên quả xoài còn xanh, khiến cho vỏ xoài căng mịn, màu vàng bắt mắt, nhưng ăn không thấy vị xoài.
Xoài cũng là loại trái cây thường xuyên bị sử dụng chất bảo quản. Khi ăn nhiều sẽ khiến cơ thể mắc một số bệnh như là ngộ độc, trụy tim mạch, suy hô hấp. Đặc biệt khi mới đây, xoài còn được phát hiện chứa một lượng chất lớn là đất đèn, là một chất dùng để kích thích chín trái cây. Nếu thời gian ủ lâu, chất độc này sẽ ngấm sâu vào bên trong trái cây. Dù có rửa cẩn thận và kỹ đến đâu thì cũng không thể loại bỏ hết độc tố. Khi ăn phải những thực phẩm chín ép sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Mới đầu có thể chưa thấy những tác hại của nó mang lại, nhưng tích tụ lâu dần có thể phá hủy các cơ quan trong cơ thể. Do đó, cô bác không nên chọn những quả xoài có màu vàng nhưng lại lấm tấm đen ở cuống. Những quả xoài có vỏ màu xanh nhưng bên trong lại chín vàng, vị nhạt nhẽo thì đó thường là xoài tẩm nhiều hóa chất độc hại. Và trái cây thứ 7, chuối chín vàng hấp dẫn nhờ ngậm hóa chất cực độc. Chuối là loại quả quen thuộc, giá thành lại rẻ, có quanh năm. Song đây cũng là loại quả dễ bị ngậm hóa chất chín ép. Ở Việt Nam, chuối được trồng và bán rộng rãi, giá thành rất rẻ so với những loại hoa quả khác. Tuy nhiên do vấn đề lợi nhuận, để chuối chín đều, đẹp, bền, người buôn chuối thường ngâm tẩm, làm chín chuối bằng một số loại hóa chất như ammonia hay sulfur dioxide. Chuối ngâm hóa chất như sulfur dioxide khi vào cơ thể có thể gây độc hại cho hệ thần kinh, ảnh hưởng đến chức năng gan và thận. Ăn chuối chín cưỡng bức bằng hóa chất không tốt cho sức khỏe và trái chuối cũng không được mềm, ngọt, ngon như chuối chín tự nhiên. Quả chuối chín ép bằng hóa chất thì thân chín vàng đều, đẹp nhưng cuống vẫn có màu xanh và đầu ngọn vẫn dính nhựa. Khi bóc vỏ ra ăn thì chuối vẫn sượng như ăn cơm sống. Chuối chín tự nhiên sẽ chín từ gốc và không có hiện tượng này. Kinh nghiệm của các tiểu thương là chuối chín vàng nhưng cuống còn xanh hoặc nhiều nhựa thì khả năng là chuối chín ép. Bên cạnh đó, vỏ chuối chín ép thường có màu vàng bắt mắt mịn màng, còn chuối tự nhiên lại có vỏ vàng sẫm kèm đốm màu nâu đen. Ăn chuối tẩm thuốc sẽ gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng với sức khỏe. Ngoài ra, cô bác cũng không bảo quản chuối ở tủ lạnh hoặc ngăn đá. Tránh lột vỏ nếu chưa ăn, làm như thế sẽ mất tác dụng của chuối. Cô bác thân mến, trên đây là danh sách 6 loại trái cây thường bị tẩm hóa chất nhiều nhất mà An Tâm Sống Khỏe muốn chia sẻ tới các cô bác. Ngoài ra, nếu cô bác biết thêm những loại quả nào cũng chứa nhiều hóa chất độc hại cho sức khỏe, hãy chia sẻ xuống phần bình luận cho mọi người cùng biết nhé. Và trong nội dung tiếp theo của chương trình, An Tâm Sống Khỏe sẽ chia sẻ tới cô bác một số cách giúp giảm bớt lượng thuốc trừ sâu trên rau củ quả. Cô bác hãy cùng tham khảo nhé. Thói quen ngâm rau củ quả trong nước muối, đây là phương pháp thông dụng nhất của các bà nội trợ, tuy nhiên lại không có nhiều tác dụng đẩy lùi thuốc trừ sâu, hóa chất. Thông thường chúng ta đều có thói quen đó là ngâm rau củ quả trong nước muối loãng đúng không nào? Khi vi khuẩn bị ngâm trong môi trường nước muối, nồng độ nước trong tế bào của chúng cao hơn, nước sẽ bị rút sạch ra phía bên ngoài, các vi sinh vật sẽ teo lại và chết. Như vậy, việc ngâm rau quả trong nước muối có tác dụng loại bỏ vi khuẩn gây hại. Đó là một biện pháp rất đơn giản mà hữu ích, nhất là khi bạn mua sản phẩm nông nghiệp ở những khu vực có tập quán canh tác cổ truyền sử dụng phân hữu cơ. Thực tế là ngâm rau quả trong nước muối có thể giúp chúng ta an toàn hơn khỏi vi khuẩn, nhưng gần như chẳng có tác dụng gì với thuốc trừ sâu hay chế phẩm bảo quản còn tồn đọng trên đó. Thêm muối vào nước ngâm không giúp loại bỏ dư lượng chế phẩm hóa học trong rau quả, đặc biệt là lượng hóa chất thuốc bảo vệ thực phẩm trên rau củ. Các sản phẩm hóa học trong nông nghiệp như thuốc trừ sâu thường có nguồn gốc từ dầu mỏ. Như những sản phẩm hóa học dạng này, chúng không hòa tan trong nước. Vì vậy, việc ngâm rau củ quả thôi, kể cả là trong nước muối, là không thể loại bỏ được thuốc trừ sâu ra khỏi thực phẩm. Do đó, để đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc loại bỏ chất hóa học, bảo vệ thực vật trong các loại thực phẩm, người làm nội trợ nên ngâm rửa bằng nước sạch nhiều lần là điều quan trọng nhất. Tốt nhất nên rửa từ 4 đến 5 lần, chứ không nên lạm dụng nước muối để rửa rau, củ quả. Dưới đây là một số cách giảm thuốc trừ sâu hiệu quả trong rau củ. Ngâm và rửa dưới vòi nước. Cô bác ngâm rau trong nước sạch từ 15 đến 30 phút, sau đó rửa nước dưới vòi chảy mạnh ít nhất 30 giây cho mỗi cọng rau, quả. Ở bước ngâm này, cô bác có thể dùng nước vo gạo để ngâm nhằm trung hòa các chất độc hại có trong thuốc trừ sâu. Nếu không, cô bác có thể dùng nước ấm để ngâm sẽ giúp phần lớn các chất độc tố bị loại ra khỏi bề mặt của rau quả. Cách thứ hai là cô bác ngâm bột baking soda để rửa rau củ. Baking soda là một phương pháp tuyệt vời để làm sạch bề mặt của các loại trái cây, rau quả có chứa dư lượng thuốc trừ sâu một cách tự nhiên và hiệu quả. Cho vào thau chuyên dùng rửa rau quả
5 ly nước lớn, khoảng 1,5 lít nước, thêm vào thau 4 thìa nhỏ baking soda, bột nở, rồi khuấy đều hỗn hợp. Sau đó, ngâm rau củ và trái cây vào dung dịch này và giữ nguyên hỗn hợp trong 15 phút. Sau cùng, dùng khăn lau khô trái cây là có thể dùng được. Đối với các loại rau, chỉ nên ngâm hỗn hợp trong vòng từ 5 đến 7 phút rồi rửa lại với nước sạch. Lưu ý là baking soda chỉ có tác dụng loại bỏ bề mặt, sau đó chúng ta phải rửa sạch dưới vòi nước chảy mạnh để loại bỏ các độc tố của thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản mới được. Ngoài ra, cô bác có thể sử dụng nhiệt độ để loại bỏ vi khuẩn, thuốc trừ sâu trên rau củ quả một cách dễ dàng và hiệu quả bằng cách sau. Phơi nắng rau củ quả khoảng 2-3 phút, ánh nắng mặt trời sẽ làm cho thuốc trừ sâu trên rau bị phá vỡ, phân giải. Để rau dưới ánh sáng mặt trời 5 phút, lượng thuốc trừ sâu tàn lưu trên rau như thủy ngân hữu cơ, clo hữu cơ giảm được khoảng 60%. Trước khi sử dụng rau củ, ta nên đem chúng đi phơi nắng trong khoảng từ 7-10 phút. Hoặc cô bác có thể chần nước ấm, làm nóng ở nhiệt độ cao cũng làm cho thuốc trừ sâu phân giải. Một số loại rau chịu nhiệt như là súp lơ, đỗ, rau cần, sau khi rửa sạch, chần qua bằng nước nóng 2 phút làm cho lượng thuốc trừ sâu suy giảm 30%, sau đó nấu ở nhiệt độ cao, như vậy sẽ tẩy trừ được 90% lượng thuốc trừ sâu. Bên cạnh đó, cô bác cũng lưu ý với những loại rau củ quả chứa nhiều thuốc trừ sâu như là dưa chuột, táo hay dâu tây. Cách tốt nhất, chúng ta nên rửa sạch và gọt bỏ vỏ trước khi ăn. Rửa sạch và gọt bỏ vỏ giúp loại bỏ hơn 96% các loại thuốc trừ sâu bám trên bề mặt rau củ. Cô bác thân mến, với sự đa dạng của các loại rau củ quả như hiện nay, đặc biệt là rau củ quả chứa hóa chất độc hại được bày bán tràn lan trên thị trường, đòi hỏi các bà nội trợ cần có kiến thức, kinh nghiệm để lựa chọn thực phẩm sao cho an toàn. Và có như vậy thì cô bác và gia đình mới có được những bữa ăn thơm ngon và dinh dưỡng. Hy vọng những thông tin trên là hữu ích đối với cô bác. Cảm ơn cô bác đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.